đó, giật lên, con gì bự dữ vậy, cá trê không lồ luôn, con cá trê không lồ, cá trê to lắm luôn, con lại rồi, con kéo con lại, con dở lên, coi dừng sảy vũ con cá. Nào rồi, ít cái chân nó xúc á. Sớm giờ mà câu được có con cá mà sảy uổng lắm luôn á. Bỏ vô luôn nó luôn, Trời ơi mệt với ảnh luôn. Chào mừng các bạn đến với kênh NNS Vlog nha. Hôm nay cháu mình từ ở thành phố về, nay hai cậu cháu tiếp tục câu cá các bạn. Câu cá nó vô để làm đồ ăn cơm. Dạ sao cô? Con trùng nó mò ra ngoài kìa. Thì về con tập móc đi. Dạ móc ở đâu mới được? Thì móc đại câu lên miếng dính thôi. Lấy cái cây này, cái cây mình cắt con trùng ra làm đôi. Nè cây này bỏ xuống đất. Cắt ra. Diện chảy như cái ghê quá. Ừ. Mà cái đấy để nhà cái lử móc vô luôn, móc đại vô. Đâu. Đâu móc sao? Đi coi chừng móc được móc vô tay. Không sao. Móc nó không vô. Được chưa? Vô chưa nè. Được rồi nè. Đúng. Vậy hả? Mày ra khỏi cái dính không? Lỡ nó gớm trùng rồi sao? Tốn. Tốn trùng thì mình ở đây mình đào dễ mà. Dùng ha. Anh biết đâu giờ cái con móc ơi câu được thì là câu được thì con mới. Con mới. Câu sao câu hồi hai cậu cháu vô ăn chuối á. Ý là câu không dính cá vô lấy chuối ăn á. Ê hải thôi đừng có gị hồi dám. Ủa bị đó chỉ nè. Anh niên diện hổm câu một lần rồi hôm nay câu không biết gì hết. Được chưa? Chưa, từ câu một dòng thôi. Còn dòng. Cậu hai đứng lên như đang hồi dục vô mắt cậu hai. Còn dòng nữa tại vì nó bị ngốc. Ê, đừng có gị, Thảo ơi, gị nó văn vô mắt. Nãy là nó bị dướng hơi nhiều rồi nha. Thôi cứu rồi đấy. Ê, gớt con trùng luôn rồi. Chưa câu mà gớt rồi hả? Gớt luôn. Gỡ ra. Trang thấy vậy. Hai móc đi mà hai thấy con móc có được đâu. Con móc đi, móc chưa rồi. Tập câu cá mà chỉ rồi hết rồi lấy gì câu. Rồi, nửa con này đâu. Cái lử đó con móc vô, cái từ vô, từ trên xuống. Ừ, móc vô cái cái chừng gì móc vô tay thôi. Ừ, móc vô vô cái heo cái lử luôn, cái lử vô cái con trùng. Vô. Phải là móc vô trong cái ruộng trùng luôn á. Ừ. Móc vô trong cho móc cho hết cái lử luôn. Móc cho hết luôn, vuốt lên cho hết mọi người, đừng có ló cái lử ra, biết không, cái lử nhọn á. Ừ, cái phần nhọn đừng có để cho ló ra, cứ chừng cái tay nha. Được chưa, ló cái lử ra. Rồi vậy được rồi đó. Thế còn ló cái lử ra thì sửa lại được. Rồi cứ dính cá thì biết rồi, dính không dính thôi con mới nữa. Trong khi đó có mấy con trùng. Cái chừng cái lử.
đi câu cá mà mình la lớn quá cá nó sợ nó đi hết trơn à. Cá nó ụt ngay cái bao cái phao luôn rồi thấy không? Bo câu bóc mồi sao con cá nó không thèm ăn luôn. Nó thả chỗ khác thôi. Thả bên kia kìa, thả bên kia kìa. Thả bên méo bên kia, xéo xéo bên kia, ừ xéo xéo bên kia. Bên đây nè, xéo bên đây nè. Bên đây. Nè, tay của hai chỉ nè. Cái gì vậy? Chân lửa hả? Câu từ nãy giờ đổi 3 cho 4 chỗ mà chưa dính cá nào hết trơn. Thiệt bữa nay chắc ăn chuối thiệt luôn rồi. Đó đó, mới nói kìa, ăn kìa. Nay ông chở bọn em về câu cá. Nay học. Nay học hả? Còn con nay sao nghỉ? Nay thì biết điểm là làm nay thi xong rồi hả? Biết biết điểm rồi, có điểm 10 không? Được điểm 10 môn gì? Toán 10 hả? Toán địa lý nữa. Là được 3 cái 10. Rồi còn mấy môn kia? Là mấy, là 5, 6, 7, 8 gì hả? 4 hả? Không. Chứ mấy điểm? 9 rưỡi lần hả? Giỏi dữ rồi ta. Nãy cho cười nó không lên. Tại khi mình nói chuyện nhiều quá cá nó nghe nó sợ. Thôi đổi nữa đi, đổi con phỉ nữa đi, câu cũng dính gì hết trơn à. Quanh kia thử coi nghe cậu cháu câu cả buổi trời không được, đi đổi hướng luôn các bạn. Rắn hả? Rắn đâu, nó chạy vô đâu? Rắn hả? Nó chạy đây nè, chạy vô đây nè. Bự không? Cũng nhìn cũng bình thường thôi, tầm 7 bình thường. Nó cắn cái màu á, cắn màu gì? Cắn màu xanh. Màu xanh hả? Phải màu xanh không? Ở màu xanh nó vô đây rồi đâu thấy đường đâu. Màu xanh nó lục. Lục nó cắn á. Thôi đi. Do câu từ nãy giờ không dính cái, các bạn hai cậu cháu đi giáp vòng cái hầm luôn rồi. Giờ qua tới bên chỗ tuốt bên bờ hầm bên kia rồi. Hy vọng là sẽ có cá. Để con hay đi đào mấy con trùng nữa, câu từ nãy hết trùng luôn, không dính cá gì hết trơn, mà câu dở quá không ơi. Cá ăn móng đầy hầm luôn mà câu không dính, kỳ ta. Hay lại cục đá này thử coi. Cục đá ngồi nè, cậu hai đang ngồi nè. Kìa, ôi ôi nó nổi kìa, nó nổi một bầy luôn kìa.
Ủa, mất tiêu rồi, mất tiêu cái bao rồi, mất tiêu cái bao rồi. Trời ơi. 2 tiếng đồng hồ từ nãy giờ dính được có con cá để cho sảy rồi. Đợi nãy giờ dính có con cá mà bị sảy rồi các bạn. Đi vòng vòng và hầm từ nãy giờ, ngồi ngay cục đá này cá mới chịu ăn. Cá mới sảy lớn lắm luôn. Phải không? Nãy đâu biết cái gì đâu, không kịp. Ó đúng rồi, ăn rồi, tới giờ ăn nó rồi. Gì vậy? Ủa? Mày để cho cái dây nó căng hết sức luôn. Ó, ó, giật. Ủa sao nên cái này nó bỏ à, đứt chỉ rồi. Đứt đâu? Có à, dừng. Ý là nó ấy ra nè. Giật lên đó nha, chứ đừng ăn là giật chứ đừng có dở nha. Dở là nó không có dính. Đó. Rồi giật, giật á. Đó, trời ơi anh. Cái gì vậy? Cà phê nhỏ xíu à. Mà nó rớt luôn rồi. Vuốt cho nó được cái lử nó đừng có dính. Ô cái lử nó đừng có ló ra. Coi chừng cái tay á. Rồi được rồi. Cái này giờ là dính cà phê là ngon à. Bây giờ gắn dính cá lớn, tức là ngay ổ cá phi của nó đó. Giật, khoan, giật. Lại con cá hồi nãy cá luôn. Nó phải. Con hồi nãy. Cá rô, chứ không phải là cá phi. Cá rô mày. Dịnh đi, con 2 múc nước. Cá đó thôi, phải ngon không bò. Trời cá rô mà sao bự được nữa. Ê, té, té. Mà cá rô nó là nó như đó là nó hết bự rồi. Hôm nay muốn kiếm một con bự về ăn bánh tráng này nè. Cá rô nha các bạn. Cá rô cá xù luôn. Còn trong muốn coi hay? Còn. Trong đó còn vài rồi đúng không? Ừ. Để đây về đang đang câu vài con cá rô đi, câu vài cá rô kho. Đây. Rồi. Tiếp tục. Đó, giật lên. Giật lên, con gì bự dữ vậy? Cá trê không lồ luôn. Con cá trê không lồ. Cá trê to lắm luôn. Con lại rồi con kéo con lại con dở lên. Coi dừng sảy vũ con cá. Nào rồi, ít cái chân nó xúc á. Sớm giờ mà câu được con cá mà sảy vũ lắm luôn á. Bỏ vô luôn nó luôn, à, trời ơi mệt với ảnh luôn. Có con mệt à. Vậy. Ngày bự à. Thì câu 2 mệt cho con luôn, có con cá mà con bắt không được. Con này con cá gì? Được chứ, bắt được con cá chứ. Con này con gì? Cá trê. Nhìn giống cá cha quá vậy. Để cho nó yếu lại đi rồi mình bắt cho để nó sảy. Chứ để vậy xuống